危机传奇总理爷，财源滚滚富贵登场，鲤鱼跃龙门，奖金叠加倍率无上限，大奖总理爷，孩子最多开奖最疯，立即下载金好运。Hello， xin chào cả nhà. Sau một tháng mới quay lại bắn cá ở tiệm nha anh em. Lâu lắm rồi đó. À bây giờ không có ai chơi tiệm nữa anh em ơi. Bây giờ lâu lâu mình đi tiệm mình quay cá để cho anh em coi giải trí thôi. Thế bây giờ. Mình chơi thôi, khỏi cần phải đi đâu, luôn su bu, phức tạp. Không chết con, tiếu quải. Khi nào mà thấy xui quá là mình nên ngưng lại một tí nha anh em. Có nghĩa là ngay cái đợt cá nó nuốt á, mình giống như mình chơi ở ngoài vậy. Nhưng mà trên đó thì mình canh nó ok hơn. Nghĩa là khi nào mà cảm thấy cá nó nuốt là mình ngưng. À, với tới mùa bóng đồ nè anh em. Anh em nào mà tài khoản nha. Đường link đăng ký mình để mô tả với ở bình luận điền được cái nào cũng có. Còn cái nào không hiểu thì vô nhóm Zalo đó các bạn rồi mình hướng dẫn trực tiếp cho nha. Đó là anh em biết cái đó quan trọng nhất cái gì không anh em? Quan trọng nhất là mình được chơi live trực tiếp. Cái thứ hai là rút nạp bên đây là cực kỳ ok nha. Cho nên là mấy ngàn anh em rồi mình làm cái mình giới thiệu cho bên này nó khoảng hơn một năm rồi đó anh em. Khoảng mấy ngàn anh em chơi là chưa có anh em nào phàn nàn về cái vấn đề mà tiền bạc rút nạp nha. Oh yeah. Lúc này rủ quỷ kia đi, cái thằng mà hồi trước hay bắn chung với mình đó nè, giờ rủ đi lâu lâu rủ đi là nghỉ chơi rồi, chơi khuya sướng hơn chứ tối con nằm ở nhà con chơi tới khuya đó, chơi nó khỏi sợ bị la. Rảnh giờ nào là tranh thủ chơi giờ đó, kích kích lòi lết rút ra nghỉ. Anh em mới á nè, mấy anh em mới chơi á thì nên rút nạp thường xuyên nha. Cái đừng có giống như là khi mà mình thắng được một ít thì mình nên rút ra, khi mà mình ngưng mình nên rút ra hết, đừng có để trong đó. Cái xong mình chơi là mình nạp vô thì nó mau lên đắp lên, cái tiền hoàn trả nó sẽ cao hơn nha anh em. Mình chơi mình sẽ lời hơn. Nó có đầy đủ các môn cho mấy anh em mới chưa biết á. Bóng đá, số đề ba miền, sổ số ba miền, rồi bắn cá, rồi casino line. Mấy cái con khác nha nè, cho nên anh em chơi nên phân biệt với cái đó mà chơi, đừng có để bị lừa nha nè. Nghĩa là sau bao nhiêu năm làm bên game thì mình mới biết. Đầu tiên thì mấy người mới thì đâu có ai biết gì đúng không? À, lên 4 là máy nó nuốt lại một hơi không chết cái gì luôn hả anh em.
trăm rưỡi mới trả điểm đủ nha. Vậy là phải hai con đó. Con này gờ khuyến mãi điểm bắn. Nó khuyến mãi cho mình thôi, mình khuyến mãi cho nó đây anh em. Rồi mình khuyến mãi cho nó rồi. Anh em nào mà chưa đăng ký thì dưới phần mô tả với phần bình luận có link đăng ký nha anh em. Mình có để kèm theo cái link nhóm Zalo á, dành cho những anh em nào mà không hơi trục trặc, không hiểu, không biết đường đăng ký rồi đó, thì vô đó liên hệ với mình là mình hướng dẫn cho anh em nha. Mình tạo cái tài khoản rảnh rỗi mình chơi giải trí rồi nó cũng hay anh em, khỏi phải đi quán. Hầu như những anh em chơi rồi, anh em nào cũng nói là cực kỳ ok. Giống như mình cũng chơi, mình cũng canh như ở ngoài rồi mới được nha anh em. Có nghĩa là mình canh tua nuốt nhả rồi, khi nào nhả rồi thì mình chơi theo kiểu nhả, khi nào nuốt thì mình ngưng hoặc là mình cầm cự sao đó. Chơi chủ yếu sao để kiếm lời thôi nha anh em. Còn casino thì chơi cái đó là chơi live trực tiếp này kia kia nọ nha. Còn anh em chơi áp ảo thì không có đường nha anh em. Qua wow, hết điểm rồi má ơi, cứu con. Lôi bé đỏ về nè, bé đỏ ở trời trả điểm quá, vừa gần hết điểm anh em, sống lại luôn không. Hay quá, thịt hai con đen ngon hơn con đỏ bắn thế bà không chết. Mấy anh em mà chơi cái này đó anh em, ngày hôm sau ví dụ như ngày hôm trước mình chơi là 11 giờ, hơn 11 giờ mấy phút, ngày hôm sau là nó có hoàn trả đó anh em. Nên là chơi qua ngày hôm sau anh em nhớ vô nhận hoàn trả rồi nha, với nhiệm vụ rồi đó. Cái hoàn trả nó trả cao lắm đó anh em. Có nhiều anh em chơi mà hoàn trả một ngày 2-30 củ là bình thường luôn đó nha. Trời ơi, cái thai chết quá. Trời ơi, X2 nhắn có 50 con đỏ. Mà nội vừa hết đạn X2, ăn con ngựa luôn. Ác ôn thiệt chứ, nhưng mà cũng được, trả điểm lại. Còn mình chơi thì mình chỉ canh cái lúc nhả lúc nuốt thôi. Ví dụ mình vô mình chơi mà mình
thắng được một ít thì mình thấy nó nuốt lại thì mình ngưng nửa tiếng, 15 hai mươi phút nửa tiếng sau mình vô mình canh tiếp. Lộ hơn trăm mấy chục ngàn điểm rồi. Tớ Giăng lưới bắt cá. Đó. Mày này nó không cho chết luôn. Lâu quá không có đi chơi này, làm như nó không được nhuyễn anh nè. Tới mùa ngoại hạn rồi á anh em nào mà có cầu mà kết cái kèo nào thì lên chia sẻ với những anh em cùng đam mê nha. Dưới phần bình luận hoặc phần mô tả mình có để đó. Còn anh em nào mà có bữa ông kia ông đâu hỏi. Ông tải đã, ông làm sao mà không có lên điểm. Ông hỏi mình hỏi ông là cái link đó đâu. Ông nói lấy trên Google, lấy trên mạng. Nó mà hồi vậy thì hồi không lên mạng hỏi mà hỏi mình sao mình biết được anh em. Sao mình nhờ nhà xem rồi được, kiểm tra rồi được. Cho nên có cái trường hợp đó là thua nha anh em. Có nghĩa là khi mà anh em lên cái YouTube, lên lấy cái link của mình đặt ở chỗ phần mô tả phần bình luận á, anh em vô anh em lấy cái link đó anh em đăng ký xong rồi anh em mà nạp tiền đồ mà có vấn đề trục trặc gì cái đó thì alo mình lo được nha. Ngon lành. Tại vì cái bên cái con game này nó uy tín quá cho nên là bây giờ mình lên mạng mình search là nó nhiều cái ảo lắm anh em. Nó nháy giả mạo á, xong rồi anh em nạp vô là nó bay màu nha. Ê da, dứt này. Ngon lành. Ê da, 209 luôn. Chết luôn rồi, 1 triệu điểm. Ngon lành, nghỉ anh em ơi. Nghỉ anh em ơi, dứt này, con cá văng luôn. Còn là anh tranh đâu thêm con đen nữa, ít hai nữa nè, hết rồi, hết ít hai rồi. Đó, tưởng rồi chết tôi còn sống lại luôn á, em sống dày luôn nha. À, trời sướng rồi, thành con đen mà ít hai một cái nó phê tê tái cái đùm trúng thuốc luôn. Rồi còn triệu điểm nghỉ nha anh em, hết chết rồi, nó nhả nhiều đó cái nó ngừng lại rồi. Bây giờ chơi là bảo đảm sẽ thua lại nha anh em, chắc cú luôn 100%. Rồi bye bye anh em nha. Anh em nào mà chưa có tài khoản chơi, anh em vô cái phần bình luận hoặc phần mô tả lấy cái link đăng ký nha anh em. Rồi có cần gì hỗ trợ gì thì lôi vô cái link nhóm Zalo á mình hỗ trợ cho nha. Rồi bye bye anh em. Chủ yếu là thông báo với mấy anh em mới á, mấy anh em mà vô nhóm vô trong cái nhóm hỗ trợ á anh em. Ví dụ như là cái nhóm đó chủ yếu là mình để mình hỗ trợ cho những anh em mới. Thứ nhất là hỗ trợ cho những anh em mới. Rồi thứ hai là để cho mấy anh em tương tác cái cách chơi sao để cho thắng rồi nha.
Hổm dài cái tụi game đồ với cái này không biết nói làm sao luôn á anh em. Nó vô cũng như là nó có sẽ kết bạn riêng với anh em rồi nó nói khuyến mãi này kia kia nọ mà nó đưa cái link cho anh em á. Hổm dài anh em chắc có nghe, anh em sẽ có nghe về cái vấn đề là gọi là mình vô mấy cái link đó đó anh em, là nó sẽ hack được cái điện thoại anh em á, nó hack luôn cái tài khoản ngân hàng. Chỉ cần nhập vô link xong một cái là tài khoản nhiều bay màu nha. Cho nên anh em có vấn đề gì mình không có giải quyết được nha anh em. Lúc đó đổ thừa sao trong nhóm này kia kia nọ nữa tôi không biết à nha. Còn anh em mới á mà chưa có đăng ký tài khoản mà không biết cách đăng ký gì đó thì cứ vô liên hệ với tôi hướng dẫn, tôi hỗ trợ cho nha. Thịt con đen nè, mấy hai con nằm chồng vậy nó khó chết lắm này. Lúc này lâu lâu đi quay clip á anh em, rủ mấy bạn là không nha, không thằng nào chịu đi đâu, dễ vậy làm biến lắm, chơi trực tuyến hết rồi anh em ơi. Tiếng nó có nhiều trò hơn, cái này xui quá thì mình bay qua cái kia. Tối thì đi châu Âu rồi luôn anh em, bóng đá đầy đủ nha. Buổi chiều thì đi miền Nam miền Bắc luôn. Bữa nay được chết cá con lạc giặc nè, bữa nay chắc bắn có lời á anh em. Nếu mà nó chết cá con lạc giặc kiểu này ngồi là nó cho cá bự là lời đó. Còn mà nó ngưng chết cá con là hết điểm nha. Cái đường link anh em mới, anh em nào mà chưa có đăng ký á, cái đường link mình để ở phần mô tả với cái phần bình luận nha, vô đâu cũng được, nó vẫn như nhau. Còn mấy anh em nào mà muốn tạo tài khoản mới lại anh em, phải quay lại kênh YouTube nha anh em, phải vô cái kênh YouTube của mình rồi lấy cái link cho chắc cú nha. Bây giờ không biết sao mà nói, mà trên mạng thì đủ dạng hết trơn anh em ơi, đủ dạng đủ thể loại hết trơn á, không có, không biết sao mà nói được luôn nữa. Chiếu biết lắm, đang cho ông chiếu rõ ràng không? Thấy không? Lôi đây về. Ví dụ như anh em chơi bóng hoặc là chơi, nói chung là tất cả các môn
giống như tiền hoa hồng cho anh em vậy đó. Hình thức là nói vậy cho nó dễ hiểu ngắn gọn. Thay vì giả sử như bây giờ mình chơi bóng mà mình chơi lò đi thì xong là dứt điểm phải không? Còn cái này là anh em có, ngày mai anh em vẫn nhận hoa hồng, thắng vẫn có như nhau nha anh em, thắng thua gì như nhau. Tới cỡ mình vậy nè mà nó còn vô, nó làm bộ, nó hỏi tới hỏi lui, xong cái nó đưa cái link đó anh em, nó kêu mình truy cập. Bà nội cha nó nhức cái đầu với nó thiệt. Nó kêu mình nhấp cái vô cái link đó, nhận khuyến mãi này kia kia nọ gì đó. Nó thôi đi cha ơi cha, tài khoản ngân hàng của con có bao nhiêu con chơi, con không có để chổng đâu, đừng có canh me con khổ lắm. Nó còn có nhiều con chơi game mà con chơi bắn cá hết rồi, con không có để ở trong tài khoản đâu, khỏi phải canh. Nói vậy cái nó hiểu luôn anh em, cái nó nghĩ. Đi nuốt trời, nó vô cái đó con rồi chết ngon quá mà ngồi nuốt rồi gây kinh quá anh em. Đen trả điểm không? Ăn chiếu cái đi, có điểm bắn đen. Chiếu nghĩ cho chết luôn rồi. Con nào trả điểm cho bắn chứ. Bay màu qua cũ rồi. Bắn cái này. Cho nên bây giờ bắn ở đây nhiều khi nó cũng làm biến. Lười lắm. Rồi chủ yếu. Rồi bay màu thiệt. Ý còn được 3 viên. Lên thêm 200.000 điểm nữa anh em ơi. Rồi cho trận đâm cũ. Thắng thua gì cũng nghĩ nha. Mình tạm ngưng cái mình lên điểm mình đấu tiếp nha. Để anh em đợi lâu. Tiếp tục anh em ơi. Rồi định lên 200.000 điểm nữa cho trận 5 triệu mà cuối cùng móc túi ra còn có 4 triệu rưỡi rồi anh em. Đem theo có 4 triệu rưỡi rồi non thôi lên 150.000 điểm nữa nha. Này gỡ được, gỡ không được là cũng nghỉ luôn nha anh em. Biết sao không? Tại cũng hết tiền rồi. Tiền tôi còn nhiêu đó à. Ô, thịt con đen này là con làm cành đào nha, đạn ít 2 bà nội cha nó vừa nói hết luôn.
hít gì cũng không chết hết. Trời ơi, tiếu vậy. Chắc bay màu luôn quá anh em. Nuốt quá tài. Ăn ngựa già thôi, con ngựa gì mà bơi hoài vậy? Trăm rưỡi. Cá chiếu nghỉ chết luôn anh em thấy không? Nó cho ăn một tầng tí xíu hoặc là nữa nó ngưng rồi. Ăn tiền đỏ bán ngựa này nó trâu dữ luôn hả trời. Ừ, kiếm chết lợi rồi đó. Đèn nè. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Tấm lòng này ta.
ta chỉ mong, ta chỉ mong đợi dòng sông người có nhớ có chính ta. Việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta, riêng mình ta. Một người nói muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây xa. Trần năm ngón xinh ngoan, em đi trong nắng chang chang. Xin anh trông sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai lạc. Những gì đâu xa em đây, dần như có người yêu. Về chung cơ thấy chưa ai hỏi thăm đôi lời. Sớm trường làm vẫn còn ai đã còn vẫn. Mơ thấy con nhà em cho mơ ra em mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bốc lên, hay là vô đi, hay là đang bốc lên, hay là anh lấy thêm một cái sắp xếp xe, liệu anh có gặp hái được gì trong cái chuyện mới này không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.